Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, việc xem tử vi cho tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong năm 2023 Quý Mão là điều hết sức quan trọng, nhất là khi bước sang một năm mới. Qua việc xem lá số tử vi sẽ giúp bạn nắm bắt được những khó khăn, thuận lợi cũng như những điểm nổi bật nhất của mình trong năm Quý Mão 2023. Qua phần luận tử vi trong năm 2023 Quý Mão cho người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 sẽ giúp bạn có được định hướng cho những bước đi của mình được đúng đắn nhất. Quý vị thân mến, việc xem tử vi là một nét đẹp văn hóa của người Việt Nam chúng ta mỗi độ Tết đến xuân về. Qua việc xem tử vi sẽ giúp quý vị biết được thiên cơ, từ đó đưa ra những phương án giúp cho cuộc sống của mình được hanh thông, thuận lợi hơn. Đặc biệt, trong phần luận giải về tử vi của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, thầy Gia Cát cũng đưa ra những phương pháp hóa giải, vận hạn cũng như việc kích hoạt tài lộc cho quý vị, giúp quý vị cùng người thân trong gia đình có cuộc sống hạnh phúc và viên mãn hơn. Sau đây là phần luận giải chi tiết về tử vi tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng giao thừa ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 nữ mạng trong năm 2023. Người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong năm 2023 này vận trình không có gì đáng lo. Các mối quan hệ xã hội không được như ý, dễ vướng phải thị phi, tốt nhất nên hạn chế lo chuyện bao đồng, hãy nói ít làm nhiều là hơn. Trong việc đối nhân xử thế nên linh hoạt hơn một chút, tránh để kẻ xấu đứng phía sau bàn luận về mình rồi lại thêu dệt nên những tin đồn vô căn cứ. Nếu có thời gian rảnh, hãy tham gia các hoạt động với bạn bè đồng lứa, năng tập luyện thể dục, thể thao phù hợp với lứa tuổi để tinh thần thoải mái, sức khỏe cũng được đảm bảo. Nên giữ sự bao dung và thấu hiểu, đừng tự tạo áp lực cho chính mình, ôm lâu lo trong người, tránh xa những kẻ tiểu nhân, kẻo bị chúng lợi dụng, lừa gạt. Một mặt, năm nay cần đặc biệt chú ý tới sức khỏe của bản thân, chú ý an toàn giao thông đi lại. Mặt khác, năm nay nếu như phải xử lý công việc, có thể tiếp thu ý kiến của người nhà hoặc người có chuyên môn để tránh bị mắc lừa. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Giáp Thìn sinh năm 1964 nữ mạng gặp phải. Sao chiếu mệnh là sao La Hầu, vận hạn hạn Diêm Vương, hạn Tam Tai, năm 2023 gia chủ nữ mạng phạm Tam Tai. Giáp Thìn 1964 nữ mạng sẽ gặp 3 năm hạn Tam Tai liên tiếp, cho nên trong 3 năm này gia chủ nên và không nên làm gì để mọi việc được diễn ra thuận lợi và suôn sẻ. Năm đầu tiên của hạn Tam Tai, nữ mạng không nên bắt đầu làm những công việc trọng đại. Năm thứ hai, nữ mạng không nên dừng việc mà mình đang tiến hành, bởi nếu sau khi dừng lại, nếu có tiếp tục thì sẽ gặp nhiều trở ngại, không suôn sẻ và thất bại. Năm cuối, nữ mạng lưu ý không nên kết thúc công việc quan trọng vào đúng năm này. Hạn Hoàng Ốc, Phạm Hoàng Ốc, Kim Lâu rơi vào hạn Kim Lâu. Về địa chi, Thìn gặp Mão, quan hệ bình hòa, hay nói cách khác người tuổi Giáp Thìn năm nay không phạm thái tuế. Xét về mối quan hệ thiên can sát Dương Mộc gặp quý âm thủy nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Giáp Thìn trong năm nay, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phật lòng những người xung quanh mình. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ Giáp Thìn sinh năm 1964 cần chú ý tháng Nhâm Tuất, tháng 9 âm lịch, từ ngày 15 tháng 10 đến 12 tháng 11 năm 2023 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Giáp Thìn. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Giáp Thìn sinh năm 1964 nữ mạng. Trong năm 2023, gia chủ nữ mạng Giáp Thìn gặp sao La Hầu chiếu mệnh. Đây là một hung tinh thuộc vào hành kim, đây chính là sao hạn mang đến những điều không may, bất kể đó là nam hay nữ thì cũng đều phải cẩn thận. Người bị sao La Hầu chiếu mạng rất dễ bị hao tán về tiền bạc, đa sầu, đa cảm hay bệnh tật và khẩu thiện thị phi, nghĩa là sao này rất chủ mồm miệng, dễ gặp phải các chuyện thị phi liên quan đến công quyền và tranh chấp, hoặc sẽ có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng không đáng có. Ngoài ra, người gặp sao này cũng cần phải chú ý các bệnh về máu huyết và tai mắt.
Những người mệnh hỏa và mệnh kim thì gặp sao này sẽ nguy hiểm hơn. Đàn ông khi gặp sao này chiếu mệnh mà người vợ có thai thì trong năm đó sẽ được hên may, làm ăn sẽ được phát đạt. Bên cạnh đó thì người khi vợ sinh sản cũng sẽ được bình an. Hóa giải. Dâng sao giải hạn hàng tháng vào lúc 21 đến 23 giờ ngày 8 âm lịch, lập bàn thờ để dâng sao giải hạn. Vì đây là thời điểm sao La Hầu đang viên chiếu sáng nhất, hãy lập bàn thờ đúng quay về hướng Bắc với 9 ngọn nến xếp theo hình bên dưới. Bài vị màu vàng có ghi dòng chữ Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân, cùng với các lễ vật cần thiết như trầu cau, đinh tiền vàng, hương hoa và nước để chuẩn bị cho lễ cúng. Hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Vì sao La Hầu là sao xấu nên áp dụng nguyên tắc sao xấu thuộc ngũ hành nào tiết giảm đi. Do đó đối với sao La Hầu, ngũ hành là kim, cần phải dùng thủy tiết chế để hóa giải. Đó là đeo những đồ trang sức đá quý màu đen như đá núi lửa, thạch anh đen, thạch anh tóc đen nhằm tiêu trừ vận hạn xấu không may mắn xảy ra cho gia chủ khi bị sao La Hầu chiếu mạng. Gia chủ Giáp Thìn sinh năm 1964, nữ mạng năm nay gặp hạn Diêm Vương. Theo những tài liệu cổ xưa để lại thì hạn Diêm Vương được cô đúc trong hai câu thơ lục bát. Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rủi lầm xả nạn chắc là mạng vong. Cứ theo ý tứ của hai câu thơ, ta chắc chắn cũng phần nào hiểu được hạn Diêm Vương tốt hay xấu. Theo đó, hạn Diêm Vương bất lợi lớn đối với những người thuộc phái nữ, đặc biệt những người mang bầu, sinh em bé thì hạn Diêm Vương, sức khỏe thai sản thường bị đe dọa nghiêm trọng. Tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều ghi chép khác về hạn Diêm Vương và biểu hiện của hạn Diêm Vương là gì thì hạn này ngoài phụ nữ thai sản bị ảnh hưởng nặng nề, những người bị đau yếu bệnh tật nếu không được chữa trị cẩn thận cũng gặp nguy hiểm và rất lâu khỏi bệnh. Nhìn chung hạn Diêm Vương hạn xấu đối với trường hợp người bệnh, đau ốm và phụ nữ mang thai. Để hóa giải nên hạn xấu, hai đối tượng này cần quan tâm và chăm sóc đến sức khỏe bản thân nhiều hơn. Với phụ nữ mang thai, trong suốt hành trình mang thai 9 tháng 10 ngày, hãy cẩn thận và chú ý đến chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý. Đừng quá tập trung vào công việc, hãy dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc. Với người đau ốm, bệnh tật, khi gặp hạn Diêm Vương, gia chủ nên chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác, uống thuốc dân gian. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may dẫn đến cái chết. Sau đó hãy trau dồi nhân phẩm và kiến thức nhằm phát triển được công danh sự nghiệp của bản thân. Làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Luận tử vi Giáp Thìn sinh năm 1964, nữ mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1. Vui xuân đầu năm mới bên gia đạo, gia chủ cần chú ý các bệnh liên quan đến tuổi già. Tháng 2, tình hình sức khỏe vẫn chưa được cải thiện trong tháng này. Tháng 3, việc làm ăn trong gia đạo của người tuổi Giáp Thìn gặp may mắn. Tháng 4, mọi việc trong tháng 4 của gia chủ từ hung hóa thành cát nhờ hưởng âm phúc của gia tiên ban cho. Tháng 5, có chuyện buồn trong gia đạo. Tháng 6, đây là tháng gia chủ có tin vui thêm người trong gia đình họ hàng. Tháng 7, sức khỏe của gia chủ trong tháng 7 kém, việc làm ăn, kinh doanh, buôn bán của con cháu thay đổi. Tháng 8, tháng này hao tốn tiền của, bên cạnh đó gia chủ chú ý các bệnh liên quan đến tê thấp, nhức mỏi. Tháng 9, hỏa khí trong gia đạo của gia chủ kém, bên cạnh đó cẩn thận quân gian trộm đạo, mất mát tiền bạc của cải. Tháng 10, tháng này có tin vui trong nhà, cùng với đó việc làm ăn, con cháu nhiều may mắn và thuận lợi. Tháng 11, tiền bạc có lộc do con cháu biếu tặng, nếu bệnh tật, ốm đau trong tháng này cũng nhanh khỏi. Tháng 12, mọi công việc diễn ra trong tháng cuối năm này cơ bản bình thường, chú ý việc di chuyển xe cộ, đi lại. Tổng kết tử vi tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, nữ mạng trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp. Về sự nghiệp, hầu như gia chủ đều đã nghỉ hưu hoặc chỉ còn một số ít đang tiếp tục làm nên may mắn về sự nghiệp gần như không có. Những người tự làm chủ cũng không còn vất vả với kế hoạch, dự án nhiều. Đến tuổi này, việc gia chủ cần làm là quan tâm đến sức khỏe và dành thời gian chăm lo cho gia đình của mình. Với những gia chủ vẫn đang làm việc thì năm nay, người tuổi Giáp Thìn có thể mong đợi rất nhiều may mắn để kiếm tiền so với năm trước. Quý nhân cũng sẽ nâng đỡ cho bạn, giúp bạn nhìn rõ hơn hướng đi phù hợp với bản thân, song không được suy nghĩ bi quan, tiêu cực thì mọi việc sẽ tốt đẹp theo ý bạn. Những người làm lãnh đạo, kinh nghiệm làm việc, sự nhiệt tình, cứng rắn của bạn rất được lòng đồng nghiệp và sự tôn trọng của cấp dưới. Thời điểm này bạn nên tham gia vào các hoạt động phúc lợi công cộng, đó cũng là hoạt động ý nghĩa giúp bạn lấy lại tinh thần. Về tài chính trong năm 2023 tuổi này không quá dư giả, dù vẫn có thu nhập ổn định, có đồng ra đồng vào nhưng cũng phải chi tiêu khoản không nhỏ cho cuộc sống. Tiền kiếm được nhưng cũng tiêu nhiều khiến tài chính khó tụ. Trong năm lại có điềm báo hao tài xuất hiện, bạn cần dùng tiền có kế hoạch, chỉ nên tiêu pha cho những mục đích chính đáng và cần thiết nhất cho gia đình, không nên liều lĩnh xuất tiền để đầu tư kinh doanh, buôn bán, kẻo nguy cơ thua lỗ rất cao. Về sức khỏe,
Sức khỏe của gia chủ tuổi Giáp Thìn năm Quý Mão 2023 theo ngũ hành thì không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, song trong năm Thái Tuế mang theo nhiều hung tinh nên có thể cũng sẽ tác động một phần. Mệnh chủ chớ nên chủ quan mà coi thường những dấu hiệu bất thường trên cơ thể. Trong năm này, mệnh chủ nên tránh tranh chấp, xung đột với người khác, không động khẩu, càng không nên động thủ. Hạn chế đến những nơi nhiều nước như ao hồ, sông suối, biển cả để vui chơi, cũng hạn chế đi đến những nơi âm u và ẩm ướt. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay cần sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt gia chủ Giáp Thìn sinh năm 1964 nữ mạng. Về tình cảm, gia đạo. Tử vi tuổi Giáp Thìn năm 2023 nữ mạng về gia đạo nhìn chung ổn định, bản mệnh quán xuyến gia đình rất tốt nên không để xảy ra xung đột giữa các thành viên. Con giáp này biết cách chăm sóc cho bạn đời, con cháu chu toàn hai bên nội ngoại nên được mọi người yêu quý, đỡ đần và tôn trọng. Các mối quan hệ trong nhà, họ hàng, làng xóm đều tốt đẹp. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964 nữ mạng, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, vậy là chúng ta cũng đã phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Giáp Thìn trong năm 2023 Quý Mão. Chắc hẳn quý vị cũng đã biết được mình cần phải làm gì cho tương lai rồi đúng không? Thông qua chương trình này, chúng tôi mong muốn quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà chúng tôi chia sẻ vào cuộc sống hàng ngày để thay đổi vận mệnh của mình ngày một tốt lên. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và theo dõi cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chương trình.